tên lửa Triều Tiên đấu pháo Anh ở Ukraine. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận ngày hôm nay gồm có các thông tin đáng chú ý sau đây. Nga và Ukraine lên tiếng việc tên lửa Triều Tiên tham chiến tại Kharkov. Nga-Ukraine rung chuyển bởi oanh kích ồ ạt kiểu ăn miếng trả miếng. Chỉ huy lực lượng Hamas tuyên bố về thiệt hại không thể khắc phục của Ukraine. Tiết lộ sự thật về nguồn lực của Nga gây sốc NATO. Ai sẽ là người kế nhiệm ông Kim Jong-un? Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của bản tin. Rô tin tên lửa Triều Tiên đấu đại pháo Anh trên đất Ukraine. Tờ Avia của Nga vừa cho biết hệ thống tên lửa chống tăng Bullseye 4 ATGM của Triều Tiên đã tấn công thành công đơn vị pháo tự hành AS-90 SBG của Anh, được lực lượng vũ trang Ukraine AFU sử dụng. Vụ việc xảy ra ở khoảng cách 15 km tính từ đường liên lạc chiến đấu LCC ở khu vực Kharkov. Thông tin ban đầu từ ứng phẩm cho biết tên lửa Bullseye 4 có tầm bắn lên tới 25 km, đã chứng tỏ tính hiệu quả cao trong điều kiện chiến đấu. Tổ hợp này được phát triển ở Triều Tiên là hệ thống có khả năng tấn công xe bọc thép và các mục tiêu khác ở khoảng cách đáng kể. Điều này khiến nó rất có giá trị trong các cuộc xung đột hiện tại. Trong khi đó, pháo tự hành AS-90 của Anh được lực lượng Ukraine sử dụng là một đơn vị pháo binh mạnh mẽ, được thiết kế để tấn công nhiều mục tiêu khác nhau trên chiến trường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó không thể chịu được đòn tấn công chính xác của Bullseye 4 của Triều Tiên. Như để chứng minh cho cuộc tấn công, ấn phẩm Avia đã đăng kèm video cho thấy sự xuất hiện của tên lửa Bullseye 4 trên chiến trường. Cho đến thời điểm hiện tại, thì cả Nga và Ukraine đã lên tiếng về khả năng tên lửa chống tăng Bullseye 4 ATGM của Triều Tiên có tham chiến trên đất Ukraine hay không. Ấn phẩm Gordon của Ukraine đưa tin với tiêu đề Nga dùng hệ thống tên lửa của Triều Tiên tấn công Ukraine, trong đó xác nhận hệ thống tên lửa này đã được đưa đến khu vực biên giới tiếp giáp với Kharkov. Phía Ukraine cũng cho biết bệ phóng Bullseye 4 bao gồm một khối xoay gồm 8 thùng chứa tên lửa đặt trên khung gầm của xe bọc thép chở quân M2010 của Triều Tiên với bố trí bánh xe 6x6. Tuy nhiên, ấn phẩm ABC UA của Ukraine chưa kết luận hẳn việc tên lửa của Triều Tiên chính thức tham chiến. Ấn phẩm này dẫn lời diễn giả của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov, Vitaly Saranchev, nói trong một bài bình luận trên Supina rằng ông không thể xác nhận thông tin về việc quân Nga sử dụng hệ thống tên lửa Bullseye 4. Ông lưu ý, hiện tại chúng tôi không ghi lại sự xuất hiện của thiết bị này hoặc thông tin thực tế về việc sử dụng nó. Về phía Nga, ngoài ấn phẩm Avia, tờ Top News Ru cũng đăng tin kèm video về bằng chứng cho thấy quân đội Nga đã sở hữu pháo chống tăng MLRS Bullseye 4 của Triều Tiên. Hơn nữa, nó đã được đưa đến khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga, Ukraine rung chuyển bởi oanh kích ồ ạt kiểu ăn miếng trả miếng. Sớm ngày 31 tháng 7, truyền thông Nga đưa cảnh báo trong ít giờ nữa, những cuộc oanh tạc quy mô lớn sẽ diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Điều này được chứng minh bằng chuyến bay của 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 chuẩn bị phóng tên lửa hành trình trong thời gian rất gần. Ngoài ra, ít nhất 3 tàu ngầm lớp Vasavianka đã được triển khai tới Biển Đen, cũng có thể tham gia cuộc tấn công. Ngoài ra, các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine cũng sẽ bị tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử Zeran 2. Những dự đoán này tỏ ra chính xác khi ít giờ sau đó, Nga đã oanh kích ồ ạt vào Ukraine. Ấn phẩm Chiến dịch Z, phóng viên quân sự mùa xuân Nga cho biết, cuộc tấn công của Nga đã thực hiện bằng máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS phóng tên lửa, 45 mục tiêu tấn công bởi Zeranium, cùng với đó là máy bay MiG-31 Danger xuất kích. Trên bản đồ, phía Ukraine cũng ghi lại một cuộc đột kích lớn của một dàn máy bay không người lái Nga lao vào Ukraine. Theo đó, hàng chục máy bay không người lái tấn công lao tới các mục tiêu ở các khu vực khác nhau. Theo báo cáo ban đầu, tại Vasikov, khu vực Kiev, nơi đặt căn cứ không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tấn công. Ít nhất 5 máy bay không người lái đã tiếp cận hướng này. Tờ EA Daily dẫn tin từ kênh truyền hình TSN của Ukraine cho hay, các vụ nổ xảy ra ở các khu vực như Dnipropetrovsk, Kiev và Zhytomyr. Ngoài ra, Nga đã sử dụng UAV Lancet Kamikaze tiêu diệt một máy bay tấn công tại sân bay Dozhinshevo, vùng Dnipropetrovsk. Cụ thể, theo News Front SU, chiếc máy bay bị phá hủy là Su-25 của lực lượng vũ trang Ukraine. Truyền thông Nga dẫn lời các chuyên gia lưu ý rằng cuộc tấn công hôm nay có thể là một trong những cuộc oanh kích lớn nhất trong những tháng gần đây. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rất nghiêm trọng cho Kiev trong bối cảnh máy bay chiến đấu F-16 đến Ukraine. Ngược lại, Ukraine cũng tung đòn trả đũa trên không. Phía Nga cho biết Ukraine đã tấn công Kursk, khiến nhiều nơi trong thành phố cháy dữ dội. Cụ thể, phía Nga xác nhận có tới 20 vụ nổ trong thành phố. Lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa Ukraine. Quyền thống đốc vùng Kursk,
Alexei Smirnov cho biết, tại khu vực Kursk, một đám cháy đã bùng phát tại một trong những cơ sở sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật, tôi đang tìm hiểu những hậu quả và lý do có thể xảy ra đối với sự thiếu hụt về một tín hiệu báo động. Nguồn tin địa phương đã viết rằng kho dầu của Nga tại đây có thể đã bị tấn công. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã xác nhận quân đội nước này tập kích một kho dầu ở khu định cư Vozhi thuộc vùng Kursk của Nga. Các thành viên của cơ quan an ninh Ukraine SSU và lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công chính xác vào kho dầu thuộc trung tâm hậu cần số 43 của Nga. Một vụ hỏa hoạn lớn sau đó đã xảy ra ở khu vực này, phía Ukraine cho biết. Truyền thông Ukraine nhấn mạnh, việc Kiev nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải của Nga là động thái đáp trả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công liên tục của Moscow vào lãnh thổ Ukraine. Về diễn biến trên các chiến trường, đáng chú ý là việc Nga tuyên bố các đơn vị quân đội Nga thuộc nhóm trung tâm đã tiến vào thành phố Torres ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk trong các hoạt động tấn công. Kênh Telegram, phóng viên quân sự của Mùa Xuân Nga viết về điều này, kèm theo trích dẫn những tuyên bố trên mạng xã hội của các quân nhân của chế độ Kiev. Thông tin này được xác nhận bởi blogger và chuyên mục người Nga Yuri Bolodyaka, cũng như dựa trên nguồn tin của Ukraine. Các nguồn tin báo cáo rằng các hoạt động quân sự theo hướng Torres đã diễn ra trực tiếp trong biên giới của chính thành phố, chứ không phải ở khu tập trung các khu định cư xung quanh Torres. Các chuyên gia cho rằng, rất có thể phía Ukraine đang nói về những trận chiến ở khu vực bãi rác và các khu vực lân cận ngoại ô thành phố. Nhưng cần lưu ý rằng, trong trường hợp có bước đột phá hơn nữa theo hướng này, lực lượng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở New York, tức Novgorod, sẽ thất thủ và Bộ Chỉ huy Ukraine sẽ phải nhanh chóng rút quân khỏi các vị trí ở phía đông và đông bắc Novgorod. Điều đó cũng chỉ ra rằng lực lượng dự bị của Ukraine gồm ít nhất 5 tiểu đoàn được điều động tới khu vực này đã không thể thay đổi được tình hình. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đã kiệt sức do thất bại nặng nề. Trước đó, các đơn vị thuộc nhóm trung tâm của Nga, nhờ các hoạt động tấn công tích cực, đã giải phóng làng Leninskaya ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Hiện ngoài việc tấn công bao vây Torres, các cánh quân của Nga còn tấn công đội hình của 5 lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực Zelenyi, Vovizhenka, Serzevka, Rodovka, Nikolaevka và Novgorodsky trong Dnipro. Về tình hình chiến trường, cựu phó tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Igor Romanenko, đã đưa ra những nhận định khi trả lời phỏng vấn trên kênh YouTube Politica Online. Tướng Igor Romanenko thừa nhận rằng, trên thực tế, nhiệm vụ đầu tiên của chiến dịch phòng thủ chiến lược là ngăn chặn bước tiến của các đơn vị Nga mà họ đã thực hiện từ cuối năm ngoái. Hiện tại chúng tôi chưa thành công. Hơn thế nữa, theo ông, trong thời gian tới, thành công của quân đội Nga có thể đạt quy mô chiến lược. Chỉ huy lực lượng Amad tuyên bố về thiệt hại không thể khắc phục của Ukraine. Mới đây, Thiếu tướng Abti Alodinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Amad, tuyên bố rằng tổn thất không thể khắc phục của lực lượng vũ trang Ukraine đã vượt quá 700.000 người. Thiếu tướng Abti Alodinov đã công bố số liệu trên trong chương trình Mekong Khanukov phát sóng trên kênh Sloviov Live TV. Trước đó, vào tháng 2 năm 2024, Sergei Shoigu, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 444.000 người. Ông lưu ý rằng, trung bình mỗi ngày quân đội Ukraine mất hơn 800 nhân sự và 120 đơn vị vũ khí khác nhau, bao gồm cả các mẫu của nước ngoài. Theo tướng Alodinov, giới lãnh đạo Hoa Kỳ và châu Âu không ngờ rằng Nga lại có thể chống lại các biện pháp trừng phạt và cung cấp quân sự như vậy. Các nước phương Tây hy vọng các biện pháp của họ có tác dụng nhanh chóng, nhưng lại phải đối mặt với một cuộc xung đột kéo dài và gây suy nhược. Trong khi đó, Nga đã thể hiện được khả năng phục hồi của mình. Với tổn thất đáng kể như vậy, quân đội Ukraine phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Việc mất đi các binh sĩ có kinh nghiệm và trang thiết bị làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu tích cực của họ. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, việc khắc phục những tổn thất đó đòi hỏi nguồn lực khổng lồ mà Ukraine có thể không có đủ số lượng. Ngoài ra, tinh thần của quân nhân và người dân Ukraine cũng có thể suy giảm trước những tổn thất nặng nề như vậy. Sự mất mát của thân nhân cũng như sự căng thẳng liên tục do xung đột có tác động tiêu cực đến dư luận và sự ủng hộ đối với cuộc chiến. Với xu hướng hiện tại, nếu xung đột tiếp diễn, đến cuối năm 2025, thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ lên tới 1 triệu người. Tiết lộ sự thật về nguồn lực của Nga gây sốc cho NATO. Bầu trời ở miền đông Ukraine giống như một tấm bạc nhuộm đỏ bởi ngọn lửa chiến tranh. Giữa khói lửa, quân đội Nga, với ưu thế vượt trội về không quân và hỏa lực, đã dệt nên một mạng lưới hỏa lực ác liệt để kiềm chế quân đội Ukraine. Trên mảnh đất đầu thường bởi chiến tranh này, mỗi tiếng gầm là một cuộc tranh giành sức mạnh và ý chí.
và Nga rõ ràng chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này. Quy luật của chiến tranh hiện đại được kiểm nghiệm sâu sắc ở đây. Kiểm soát trên không quyết định kiểm soát mặt đất. Quân đội Nga đã xây dựng một hàng rào trên không kín kẽ với nòng cốt là lực lượng không quân khổng lồ của mình. Đội hình của không quân Nga được hỗ trợ từ độ cao đến thấp như máy bay cường kích tấn công mặt đất Su-25, các cuộc tấn công chính xác từ tiêm kích bom Su-34 và giám sát mọi thời tiết bằng nhiều máy bay trinh sát tiên tiến khác nhau. Dưới bầu trời này, hành động của quân đội Ukraine gần như vô hình nhưng vẫn bị phát hiện bởi trinh sát đường không của quân đội Nga. Dù vậy không thể đánh giá thấp hỏa lực mặt đất của quân đội Nga. Bệ phóng tên lửa Tornado S với tầm bắn cực xa và chính xác đã tàn phá các vị trí của quân đội Ukraine. Và việc sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã mở rộng phạm vi tấn công lên tới hàng trăm km. Bất kỳ mối đe dọa tiềm năng nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi tấn công của nó. Dưới hỏa lực như vậy, tuyến phòng thủ của quân Ukraine phải đều đặn rút lui. Quân đội Nga đã sử dụng các phương pháp trinh sát tiên tiến như máy bay không người lái để dễ dàng xác định vị trí của những người lính đánh thuê. Sau đó là hỏa lực pháo binh tàn nhẫn. Đã có gần 2.000 lính đánh thuê cho Ukraine thiệt mạng. Nhiều khẩu pháo, xe bọc thép và vũ khí hạng nặng khác bị phá hủy. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng như vậy, Mỹ mặc dù không trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột, nhưng đã cố gắng thổi một tia sức sống vào Ukraine thông qua hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, 6 máy bay chiến đấu F-16 được hứa hẹn vào năm 2024, giống như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm tối với quân đội Ukraine, sáng chói nhưng ngoài tầm với. Trước đội hình khổng lồ gồm hàng ngàn chiếc máy bay chiến đấu của Nga, 6 chiếc F-16 này dường như thật cô đơn và bất lực. Chúng giống như sự tồn tại mang tính biểu tượng hơn là chìa khóa để thay đổi cục diện cuộc chiến. Đối với các máy bay chiến đấu F-16 có thể xuất hiện trong tương lai, quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó. Thông qua việc giám sát thời gian thực của vệ tinh, quân đội Nga có thể nhanh chóng xác định được vị trí của sân bay quân sự Ukraine và ngay lập tức tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khi phát hiện ra dấu vết của F-16. Trên chiến trường, có sự chênh lệch sức mạnh quá lớn như vậy. Cuộc chiến đấu của quân đội Ukraine dường như là quá bi thảm và bất lực. Ưu thế trên không và hỏa lực của quân đội Nga giống như hai khoảng trống không thể vượt qua, đẩy quân đội Ukraine từng bước vào thế phòng thủ thụ động. Trong khi đó, nguồn lực dự trữ của quân đội Nga đủ đi họ chiến đấu bao lâu luôn là điều được NATO quan tâm đặc biệt. Mới đây, người đứng đầu Trung tâm Tình báo quân sự của lực lượng phòng vệ Estonia, ông Ernst Kevises, cho biết rằng tuyên bố của một số chính trị gia phương Tây về việc nguồn lực của Nga sắp cạn là không đúng sự thật. Trên thực tế, quân đội Nga có thể tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài. Vị đại tá Estonia cảnh báo các quan chức và chính trị gia phương Tây không nên đưa ra những tuyên bố quá lạc quan về tình trạng cạn kiệt binh sĩ và thiết bị quân sự của quân đội Nga. Theo ông Kevises, điều này là không đúng. Nga có thể tiến hành các hoạt động quân sự vào năm tới và sau đó là nhiều năm nữa. Bên cạnh nguồn tài nguyên của mình, Nga còn có các đồng minh luôn có thể cung cấp đạn dược hoặc thiết bị quân sự cho nước này. Ông nói, thật không may, tôi không thể nói rằng Nga chắc chắn sẽ cạn kiệt thiết bị quân sự vào năm 2025, bởi vì họ cũng có một số đối tác hoặc đồng minh vẫn sẽ cung cấp hoặc gửi cho họ nguồn lực để tiến hành cuộc chiến, cho dù đó là Triều Tiên hay Iran. Trước đây, một số nhà phân tích phương Tây đã cảnh báo rằng việc đặt cược của NATO hay EU vào sự sụp đổ của nền kinh tế Nga do các lệnh trừng phạt đã không mang lại tác dụng. Ngay từ trong năm đầu tiên của cuộc chiến, rõ ràng là Nga đã vượt qua và đang bắt đầu lấy lại động lực. Họ tiếp tục xây dựng lại nền kinh tế của mình, có tính đến những gì đang xảy ra trên thế giới. Ngày nay, tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đang bền bỉ cung cấp cho lực lượng vũ trang nước này mọi thứ cần thiết, trong khi Ukraine buộc phải đi xin vũ khí, đạn dược từ phương Tây. Bên cạnh đó, về mặt nhân lực, đối với Kiev, không phải mọi thứ đều màu hồng như người ta tưởng. Ở đây chúng ta cần đặt ra một câu hỏi hoàn toàn khác. Ukraine và các nước phương Tây sẽ chịu đựng được bao lâu? Tình báo Seoul nêu tên người có khả năng kế nhiệm Kim Jong-un. Hãng tin RT đưa tin, theo Bloomberg, trích dẫn nguồn tin từ các cơ quan tình báo Hàn Quốc, con gái tủ tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang tham gia các khóa học lãnh đạo để nắm quyền điều hành đất nước. Đây là người được cho là sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Triều Tiên. Theo báo cáo, cơ quan tình báo quốc gia Seoul, NIS, đã nói với các nhà lập pháp trong phiên họp kín vào thứ Hai rằng Ju-ae là ứng cử viên cho vị trí kế nhiệm trong gia tộc Hậu Kim. Gia tộc đã cai trị đất nước kể từ khi thành lập vào cuối những năm 1940. Nghị sĩ Lee Seong-kyun, thuộc đảng quyền lực nhân dân cầm quyền, nói với báo chí sau khi tham dự cuộc họp của Ủy ban tình báo thuộc Quốc hội Hàn Quốc rằng Bắc Triều Tiên đã ám chỉ Kim Ju-ae là ứng cử viên cho vị trí người kế nhiệm tại thời điểm này, với những bài học để kế nhiệm cha cô ấy đang được tiến hành.
họ đã điều chỉnh mức độ tuyên truyền và tần suất xuất hiện của cô ấy. Cô tính đến phản ứng của công chúng đối với cô ấy. Được truyền thông nhà nước gọi là người con gái đáng kính và đứa con yêu dấu, Kim Joo-ae lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào tháng 11 năm 2022 khi cô chứng kiến một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa qua sông 17 cùng với cha mình. Kể từ đó, cô đã xuất hiện hàng chục lần, thách tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới các vụ phóng tên lửa và địa điểm quân sự, các sự kiện quốc gia, thậm chí cả các sự kiện thể thao. Lần gần đây nhất mà Kim Joo-ae xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên là vào tháng 5, sau gần 2 tháng vắng mặt, khi cô đi cùng bố đến dự lễ khánh thành phố Joo-ae mới được xây dựng ở Bình Nhưỡng. Cô đã xuất hiện công khai tổng số 29 lần kể từ tháng 11 năm 2022, trong đó 7 lần diễn ra trong năm nay. Theo Nis, Joo-ae khoảng 11 tuổi và được cho là đứa con thứ hai trong số 3 người con của Kim và vợ ông, Ri Sun-ju. Báo cáo chỉ ra sự tham gia của Joo-ae vào năm ngoái tại một buổi tiệc chiêu đãi nhà nước tôn vinh quân đội. Và sau đó, cô được đặt ở vị trí trung tâm trong bức ảnh chụp cùng một số thành viên quyền lực nhất của lực lượng vũ trang. Bloomberg viết rằng, chưa từng có đứa con nào của một nhà lãnh đạo Triều Tiên xuất hiện theo cách như vậy ở độ tuổi còn quá nhỏ. Đồng thời lưu ý rằng, theo truyền thông, con cái của nhà lãnh đạo nhà nước sẽ không được công khai cho đến khi họ trở thành một phần của bộ máy nhà nước. Người ta cũng cho rằng, nhà lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Kim Il-sung, và con trai ông là Kim Jong-il, cũng đã đưa những người con trai trưởng thành của mình vào bộ máy nhà nước để đào tạo họ trở thành người kế nhiệm, trao cho họ những chức vụ chính thức, giúp nâng cao vị thế của họ. Cũng tham dự cuộc họp nói trên, nghị sĩ Park Sung-won của Đảng Dân chủ Đối lập Hàn Quốc nói rằng truyền thông nhà nước Triều Tiên gọi Kim Joo-ae là Hyang-do, cho thấy cô bé đang dẫn trước các em của mình trong kế hoạch chọn người kế nhiệm của Triều Tiên. Nhưng ông không loại trừ khả năng một người khác sau này sẽ được chọn. Sau phiên họp, các nghị sĩ nói với truyền thông Hàn Quốc rằng cân nặng của Kim Jong-un ước tính đã quay trở lại khoảng 140 kg. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết việc cân nặng của Kim Jong-un, người hiện nay khoảng 40 tuổi, gần đây đã tăng trở lại, có thể là do căng thẳng cao độ và nghiện thuốc lá và rượu. Một số nhà quan sát nói rằng ông Kim Jong-un cao khoảng 1m7, trước đó nặng 140 kg và dường như đã sụt cân khá nhiều vào năm 2021. Nhưng những đoạn phim của truyền thông nhà nước Triều Tiên gần đây cho thấy ông Kim đã tăng cân trở lại. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết chỉ số khối cơ thể BMI của ông Kim Jong-un đã vượt quá mức và ông Kim đang nằm trong nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh tim. Theo thông tin tình báo mà cơ quan này có được, ông Kim Jong-un đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh cao huyết áp và tiểu đường vào đầu những năm 30 tuổi. Các nghị sĩ Hàn Quốc Lee Seong-kyun và Park Soo-won nói với truyền thông địa phương rằng thông tin tình báo cho thấy ông Kim Jong-un bị nghi ngờ mắc bệnh cao huyết áp và tiểu đường. Các quan chức Triều Tiên vẫn luôn cố gắng mua những loại thuốc mới ở nước ngoài để điều trị những căn bệnh trên cho ông Kim. Hãng tin AP đưa tin gia đình ông Kim Jong-un có tiền sử mắc bệnh tim. Cả cha và ông nội của ông Kim đều qua đời vì bệnh tim. Tờ báo The Times của Anh gần đây đã phỏng vấn ông Ri In-kyu, cựu thăm tán đại sứ quán Triều Tiên tại Cuba, người đã đào thoát sang Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Ông Ri cho biết da mặt của ông Kim Jong-un luôn đỏ và trông giống như người bị cao huyết áp. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.